Vậy là những trận đấu tại vòng tứ kết Copa America đã chính thức khép lại. Chúng ta đã tìm được hai cặp đấu tại vòng bán kết là Argentina Canada và Uruguay Colombia. Cuộc chiến để tìm ra nhà vô địch hiện đã đến rất gần rồi, và đó chắc chắn sẽ là một cuộc đua khốc liệt. Khi mà dù cho Brazil bị loại thì Argentina vẫn không thể một mình một ngựa tiến đến đích, bởi vẫn còn đó những đối thủ cực kỳ khó chịu. Trước đó, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu thấy video hay. Anh em có thể truy cập vào trang web của Figon để xem toàn bộ highlight của các trận đấu hấp dẫn đang diễn ra tại Euro và Copa nhé. Nếu bạn đang mong đợi một trận đấu với nhiều pha bóng đẹp, phóng khoáng, tự do giữa hai gã khổng lồ Nam Mỹ, thì trận đấu giữa Brazil và Uruguay tại tứ kết Copa America sẽ khiến bạn phải thất vọng. Đây là trận đấu có diễn biến thô bạo và quyết liệt nhất ở Copa America năm nay cho đến thời điểm hiện tại, với 41 pha phạm lỗi, vượt qua con số 37 trong trận hòa không đều của Chile trước Peru. Nahitan Nandes của Uruguay cũng bị đuổi khỏi sân vì một pha phạm lỗi ác ý với Rodrigo và có thêm 4 thẻ vàng, khiến cho trận đấu tại sân vận động Allegiant Las Vegas dường như vỡ vụn. Trong 90 phút thi đấu chính thức, cộng với thời gian bù giờ đầy căng thẳng của những pha phạm lỗi, va chạm và những cơ hội nửa vời, trận đấu đã phải bước vào loạt sút luân lưu. Và chính Uruguay của Marcelo Bielsa đã giành vé vào bán kết gặp Colombia, khiến Brazil phải nói lời chia tay giải đấu, cũng như Vinicius Junior khả năng cao sẽ phải nói lời tạm biệt với danh hiệu của bóng vàng. Và người vui nhật lục này chắc hẳn là những người hâm mộ của Argentina và Messi. Đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất cho chức vô địch với họ là Brazil đã bị loại, thì giờ đây ai sẽ là người cản được là Anbislete bảo vệ thành công danh hiệu nào? Trước giải đấu, ai cũng nói về việc Argentina hay Brazil sẽ là cây tên lên ngôi tại Copa năm nay. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ sở Samba đã bị loại, còn Uruguay hay Colombia lại đang nổi lên như những ứng cử viên nặng ký khác cho chức vô địch sau hành trình ấn tượng để tiến vào vòng bán kết. Ngay sau đây hãy cùng phân tích nhận định về những gì mà hai đội bóng này có thể làm được để cạnh tranh song phẳng với nhà đương kim vô địch Argentina. Đối với đội tuyển Uruguay, câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào mà Bielsa cùng các học trò có thể ngăn chặn được một tập thể Brazil mạnh mẽ đang hướng tới chức vô địch. Các cầu thủ bóng đá đỉnh cao đã quen với việc bị đối phương gây áp lực. Khi bạn có bóng, đội kia muốn giành lại, đó là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, chống lại một đội bóng của Bielsa lại hoàn toàn khác. Các cầu thủ của ông không chỉ áp sát mà còn quấy rối đối thủ theo từng nhóm 2, 3, 4 người. Điều đó đã bẻ gãy khả năng lên bóng của Seleção. Thủ môn Alisson thường xuyên phải đưa bóng lên phía trên một cách vô định. Khi họ cố gắng chuyền bóng từ hàng thủ, các tình huống trông rất mạo hiểm. João Gomes đã vài lần để mất bóng, nhưng anh không phải là người duy nhất thất bại trong việc cố gắng xây dựng từ phía dưới. Không có gì ngạc nhiên khi những cơ hội tốt nhất của Seleção đến từ những pha bóng lộn xộn và hỗn loạn. Không có cảm giác rằng họ đang tổ chức các đợt tấn công một cách có hệ thống. Sau giờ nghỉ, Uruguay đã có một chút điều chỉnh. Họ giảm cường độ tấn công một cách đáng kể. Dù sao thì cũng khó duy trì mức độ căng thẳng đó trong suốt 90 phút. Điều đáng lo ngại cho Brazil là họ vẫn không thể tạo ra được những tình huống phù hợp đủ sức thuyết phục. Đội bóng của Dorival Junior trông giống như một đội bóng đang chờ điều gì đó xảy ra, chứ không phải là tự mình tìm thấy nó. Ngay cả khi Uruguay chỉ còn chơi với 10 người, không có cảm giác thực sự rằng Seleção đang bắt đầu nắm lấy cơ hội. Đây cũng không phải lần đầu tiên Brazil thiếu sự nhuần nhuyễn và nhất quán trong Copa America hay quay thử này. Nhưng đó không phải là toàn bộ do Brazil đã chơi kém, mà phần lớn đến từ sự khó chịu của Bielsa. Ông có một kế hoạch chi tiết trong phong cách chơi bóng được áp dụng xuyên suốt. Pressing cường độ cao, làm việc chăm chỉ và luân chuyển bóng thật nhanh. Trước đây, lối chơi của Bielsa nổi tiếng là khó chơi ở cấp độ đội tuyển hoặc quốc tế, bởi các cầu thủ có ít thời gian để làm quen với cách di chuyển của nhau. Thế nhưng các đội tại Copa America hè năm nay, đặc biệt là Colombia và Argentina, giờ đây đang có cách thức ngăn chặn một trong những bộ óc chiến thuật vĩ đại nhất đã áp dụng thành công triết lý của mình vào đội tuyển Uruguay hiện tại. Mọi đội bóng đều có những đường truyền, nhưng mong muốn giành bóng của họ thật đáng sợ. Paul Warner, người đã đối đầu với Leeds United của Bielsa khi dẫn dắt Rotherham United vào năm 2018-2019. Điều lớn nhất với Leeds United của Bielsa là công việc của họ khi không bóng. Mọi người nói mọi lùng về việc họ đã chơi bóng tốt như thế nào, và tôi đồng ý với nhận định đó. Nhưng lý do họ kiểm soát quyền sở hữu rất nhiều là vì họ luôn tìm mọi cách để lấy lại trái bóng. Gánh nặng sẽ đè lên vai của Enzo Fernandez, Mark Allister và cả ngôi sao sáng nhất của Argentina là Lionel Messi trong việc luân chuyển trái bóng và duy trì khả năng kiểm soát trước một Uruguay pressing cường độ cao và sẵn sàng đá rắn khi cần. Argentina đã để thua chính đối thủ này với tỷ số 0-2 vào tháng 11 năm ngoái, trong lần gặp nhau gần nhất của hai đội. Và bây giờ Uruguay thậm chí còn mạnh mẽ hơn, và đó sẽ là một thử thách thật sự cho tham vọng vô địch của La Albiceleste.
Đối thủ còn lại mà Argentina có thể đụng độ ở trận chung kết là Colombia. Đội bóng đã dễ dàng vượt qua Panama để vào bán kết Copa America khi họ đặt mục tiêu cải thiện vị trí thứ ba của mình vào năm 2021. Bàn thắng ở phút thứ 8 của John Córdoba đã mở màn cho trận đấu với cơn mưa bàn thắng. James Rodriguez sau đó thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu ở phút thứ 15. Và Luis Diaz đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Colombia trước khi hiệp 1 kết thúc với một cú lốp bóng tuyệt đẹp qua đầu thủ môn. Richard Rios ghi thêm bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 70 và Miguel Broja kết thúc chiến thắng 5-0 từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ. Phong cách chơi của Colombia khác hoàn toàn so với Uruguay. Đội tuyển này đang sở hữu một trong những hàng tấn công ấn tượng nhất tại Copa năm nay và đang trình diễn thêm bóng đá tấn công đẹp mắt đúng kiểu Nam Mỹ. Nên nhớ rằng Colombia đã từng đánh bại được Costa Rica, đội bóng mà đã cầm hòa được Brazil ở giai đoạn vòng bảng với tỷ số 3-0. Điều đó chứng tỏ khả năng tấn công rất ấn tượng của Luis Diaz và các đồng đội. Và nguồn cảm hứng bất tận cho lối chơi tấn công phóng khoáng của Colombia đến từ người nhạc trưởng James Rodriguez. Copa America vẫn còn nhiều trận đấu lớn phía trước, nhưng ngay lúc này, thật khó để phủ nhận rằng James Rodriguez đang là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cũng khó có thể tin rằng cầu thủ 32 tuổi này chuẩn bị rời Sao Paulo sau khi chỉ chơi chưa đến 700 phút ở giải quốc nội trong vòng 12 tháng qua. Thế nhưng Rodriguez đã thi đấu xuất sắc trong cả 4 lần ra sân tại Copa America và không ngoa khi nói rằng bạn mong Colombia sẽ ghi bàn mỗi khi anh đứng trước một tình huống cố định. Khả năng thực hiện những cú sút hay chuyền bóng từ tình huống cố định của anh thực sự tuyệt vời. Chính quả đá phạt góc xoáy của James Rodriguez đã dẫn đến cú đánh đầu mở tỷ số của John Córdoba cho Colombia. Trong khi một phát đá phạt đẹp mắt sau đó cho Luis Diaz trong hiệp 1 đã thể hiện khả năng chuyền bóng và sự thông minh của anh. Trong khoảng thời gian giữa các tình huống đó, Rodriguez đã thực hiện thành công quả phạt đền với sự tự tin và quyết tâm của một người biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể sút hỏng. Anh đang ở trong trạng thái phong độ cao, chơi bóng như thể đang ở năm 2014 một lần nữa. Với sự tự do ở vị trí số 10 sau lưng hai tiền đạo, thì chắc hẳn cầu thủ sinh năm 1991 sẽ là cái tên được những hậu vệ của Argentina chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Và đó là cái nhìn sơ qua về hai đối thủ nặng ký cạnh tranh cho chức vô địch với Argentina. Lan Bislate chỉ phải gặp một trong hai nếu họ vượt qua vòng bán kết trước Canada. Song Uruguay và Colombia, dù có lối chơi và triết lý gần như khác biệt, nhưng đều sẽ là những đối thủ không dễ để Messi và các đồng đội có thể đánh bại.